Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của em Lâm để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái lô mai ha. Dáng đẹp, để đẹp luôn. Giá thì được ghi sẵn. Giá cũng đẹp nữa quý vị. Chào Lâm. Chào anh, chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em có lên một số phôi mai giao lưu với cô chú anh chị. Hình thức của em vẫn là bao sóng bao ship. Số điện thoại em cứ ghim trên tiêu đề cũng là Zalo của em luôn. Mình vô cây số 1 ha anh. Rồi mã số 1 đây quý vị ơi. Rồi vô cái hoành luôn. Hoành nó 21 một độ nơm sổ của nó 3 tấc 2 anh ơi. Sổ dài 32 luôn, chiều cao tới đây là 40 thì trong quá trình xem quý vị ưng ý mã số nào alo trực tiếp cho em Lâm ha. Thì số điện thoại thì mình để trên phần tiêu đề, nhưng quý vị có nhà ý chốt hết clip quý vị thì alo ha, đảm bảo cho quý vị là có một cái giá cực kỳ yêu thương cho quý vị thì mình chốt hết clip ha. Rồi, giá sao em? Cái số 1 giao lưu 600 anh ơi. Rồi, 600. 600 là bao sóng và bao ship rồi, nhưng quý vị. Số 2. Rồi, mã số 2. Cái này hoành 22. 22 hoành, tay cành đẹp luôn. Độ nơm của nó là 23. Chiều cao 60 anh ơi. Tay cành đặc kẹo luôn. Tay cành đặc luôn nè quý vị. Rồi, để đây rồi quý vị. Rồi, giá sao đây em? Mã số 2 em giao lưu 500. Rồi, xuống cây luôn, 500. Số 3. Hoành 22. Độ nơm của nó 23. Chiều cao của nó là 45 anh ơi. Rồi. Giá sao em? Mã số 3 em giao lưu 450. Rồi, xuống cây 450. Rồi, mã số 4. Số 4 cây này 22 hoành. Độ nơm của nó là 23. Chiều cao của nó 50. Rồi, cao 50. Để luôn đây quý vị. Để sổ ha, chạy đều luôn. Rồi, giá sao đem? Số 4 em giao lưu 400 anh ơi. Rồi, xuống cây luôn, 400. Số 5 luôn rồi quý vị ơi. Hoành. Nơm sổ 22. Chiều cao 40 anh ơi. Rồi, sẽ xây luôn. Để đây rồi quý vị. Rồi, giá sao em? Mã số 5 em giao lưu 350. Rồi, xuống cây 350. Cây này 19 hoành rưỡi, gần 20 luôn ạ. Độ nơm của nó 3 tấc 2 anh ơi. Chiều cao 35. Chỗ dài 32. Đây nguyên cái bệ nè. Đó. Đó cái nồi cái này. Đó. Cái này của nó là 54 anh ơi. Nồi đây. Rồi, giá sao em? Cây này mã số 6 em giao lưu 500 anh. Rồi, xuống cây luôn, 500. Rồi, số 7 ha. Hai mươi hai hoành. Độ nơm của nó 23. Chiều cao 50. Rồi, để luôn rồi quý vị. Để sổ ha, gươm, kính để ha. Rồi, giá sao em? Ở số 7 em giao lưu 450 anh. Rồi, xuống cây luôn, 450.000. Số 8 luôn quý vị. Mã số 8 của nó là, để đây, 24 hoành anh nè. Rồi, hoành 24. Chiều cao của nó là 70. Rồi. Độ nơm ở đây nó 24 anh. Rồi, nơm 24.
Đây, để đây, nguyên bể chống chịu trước đầy đủ luôn. Nói chung em này để là đầy đủ cái gì, độ đặc có ha, độ lực cũng có ha. Giá sao em? Số 8 em giao lưu 750 anh ơi. Rồi, xuống cây luôn, 750. Rồi, số 9 luôn. Hoành 23, độ nơm 27, chiều cao của nó là 75. Rồi, này thì tay cành đều luôn rồi quý vị. Rồi, để đây. Để nơm cộng lực không đây ha. Rồi, giá sao em? Mã số 9 em giao lưu 800 anh. Rồi, 800. Rồi, số 10. Hoành 21. Độ nơm của nó là 25. Chiều cao 40 anh. Rồi. Rồi, giá sao đem? Ok, mã số 10 em giao lưu 400 anh. Rồi, 400. 11. Mã số 11. Đâu ngoài đây, đã bị cắn này. 20 hoành. Độ nơm của nó 26. Chiều cao của nó 35 anh. Rồi, giá sao đây em? Số 11 giao lưu 350 anh. Rồi, 350. Rồi, 12. Cái này 22 hoành. Rồi, hoành 22, tay cành đều luôn rồi quý vị. Độ nơm của nó 25 luôn. Chiều cao của nó 55. Co cũng đẹp ha, bộ đế cũng độ đặc có đặc nha quý vị nè. Đó, độ đặc có luôn ha. Độ lực cũng có ha. Nhìn tổng thể em này từ bộ đế, co, lắc, cờ, tay cành những đẹp ha. Giá sao em? Số 12 em giao lưu 450 anh. 450 ha, giá yêu thương. Okay. 12 à, rồi cho 13. 13. Rồi, mã số 13. Cái này 18 của anh. Độ nơm 23. Chiều cao 40. Em này lúc vận chuyển về nó bị rớt tay cành ở đây những cái gì viền nó ra lại những cái gì này, nó không thích tán đầu đinh lấy bộ đế dưới đây chơi cũng ok nữa ha. Đó. Rồi, giá sao đem? Số 13 giao lưu 300 anh ơi. 300 lấy khúc dưới chơi 300 cũng ok. Rồi, mã số 14. Hai mươi ba hoành, độ nơm 27, chiều cao của nó 75. Tay cành ok quý vị ơi, đều luôn ha, cành xe đều. Rồi, để với con của nó đây quý vị, cộng to không ha. Rồi, giá sao em? Số 14 giao lưu 450 anh ơi. Rồi, 450. Rồi, 15. Hai mươi mốt quần. Độ nơm của nó 28. Chiều cao của nó 40 anh ơi. Rồi. Chiều cao đây đây. Rồi, cao tới cầu rễ. Tới cầu rễ. Rồi, giá sao đem? Số 15 giao lưu 350 anh ơi. Rồi, 350. 16. 16 cái này chắc nó bay luôn quá. Bay luôn. Nó bay luôn đi. Em đo đây là 23 hoành anh ơi. Rồi, hoành 23. Bay nơm của nó là 25. Rồi, đường bay nó ra. Bay ra đây 45. Rồi, cái này gì quý vị có thể ụp xuống nữa cho nó bay luôn ha. Sâu xuống luôn. Ừ. Vậy đi ha. Để cho nó dễ chịu hơn ha. Bay cho bay luôn. Đó, quyết bay về nhà quý vị nào đây.
Rồi giá sao em? Số 16 em Zalo 450 anh ơi. Rồi xuống cây luôn, 450. Số 17. Quanh của nó 23. Độ nơm 23 luôn. Chiều cao 45. Rồi. Đế luôn. Kính đế qua đây rồi quý vị. Rồi, giá sao em? Số 17 em Zalo 450 anh. Rồi, xuống cây luôn. 450. Này như bị rút miếng. Rút ra mày được. Ừ, vậy đi. Này như đầu đinh vậy anh ơi. Hoành của nó 26 anh ơi. Rồi. Từ đây xuống đây có nó 3 tấc à, 30. Độ nơm sổ 23 luôn. Này nữa mình lấy thực chủ lại là ok quý vị. Co ngắn ha, để cộng lực lực mà trải đều. Đó, cái bề này quá xá ha. Cái này nhìn đẹp cây quá đây. Giá sao em? Mã số 18 Zalo 800 anh ơi. Rồi 800. 19. 9 hoành 21. Độ nơm 21 luôn. Chiều cao 55. Tại cành cũng đều ha. Để luôn. Đó, lưng bẻ ngắn không gì, cái co bẻ ngắn ha. Đế thì cũng tính đế luôn nè. Rồi giá sao đen? Mã số 19 em Zalo 350 anh. Rồi 350. Số 20. Quanh 18. Độ nơm 23. Chiều cao 50. Rồi em này đế nơm đẹp quá nè quý vị. Còn bự bự nó bấu đều xuống trên đây ha. Rồi giá sao em? Số 20 em Zalo 250 anh ơi. Rồi xuống cây luôn 250. Rồi lên 21 luôn. Em 19 quanh. Độ nơm 24. Chiều cao nó 45. Rồi cao 45. Nơm 24 luôn. Nơm đều luôn nè quý vị nè. Sổ đều trên hang cộng bự 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 ha. Độ kính có luôn ha. Rồi giá sao em? Số 21 Zalo 400 anh ơi. Rồi 400. Rồi mã số tiếp theo luôn. Số 22 ha. 22 cái này hoành 20. Rồi. Độ nơm của nó 24. Chiều cao 45. Rồi. Rồi xây xây luôn. Tay cành đều luôn quý vị. Để cứng đế luôn ha. Rồi giá sao đây em? Số 22 Zalo 400 anh ơi. Rồi xuống cây luôn. Số 20. 23. 3. Hoành 21 anh ơi. Độ nơm 24. Rồi. Chiều cao của nó 55. Này tại cành khá cành quá nè quý vị. Đó. Vì cái bung cái tàn lấy lại cái đỉnh nó ok ha. Để đây. Con bự bự không quý vị. Giá sao em? Mã 23 em Zalo 450 anh ơi. Rồi 450. Cái số 20. 24 hoành 21. Độ nơm của nó 22. Chiều cao nó 45 anh ơi. Tay cành xe đều. Rồi để đây quý vị. Em này thì như tinh lưng nó hồi đó nó có một cái vết sẹo nhỏ mà nó cũng kéo bít ra những cái gì. Để lại sẹo đó ha. Chứ em đó thì bị cái sẹo thôi chứ không phải là lũa ha. Để gộp kính. Giá sao em? 24 Zalo 400 anh ơi. Rồi 400. Số 25. Hoành của nó 23.
độ nơm 25, chiều cao 50. Rồi mình ngắm cái kỹ co lắc thân cành ha. Ưng ý mã số nào alo trực tiếp cho em Lâm những cái gì. Số điện thoại thì mình để trên phần tiêu đề ha. Quý vị muốn mua với giá nào thì cứ alo hai bên mình nói chuyện với nhau nha quý vị. Rồi giá sao em? Số 25 này em vô lưu 600 anh ơi. Rồi xuống cây luôn, 600.000. Số 26 luôn. Hoành của nó 23 luôn. Độ nơm của nó 25. Chiều cao tới đây là 60 anh. Rồi, cao 60. Này cái co bẻ cũng dưới đế nhìn cũng duyên quá đây quý vị. Co bẻ ngắn ha, đế thì cộng lực ha. Quý vị cũng thích tông cao chơi bonsai ok. Giá sao em? Mã số 26 này em giao lưu 450 anh. Rồi, xuống cây luôn. 450. Số 27. Quanh 18. Độ nơm của nó là 26. Cao tới đây là 30. Rồi em này nó mắc trúc. Đó, nên cái mà thân nó có gì? Ngẩn gì ha. Còn để nó đây. Rồi giá sao em? 27 em giao lưu 300 anh ơi. Rồi xuống cây luôn, 300. 28 luôn. Hoành của nó 20. Độ nơm đây 18 à. Chiều cao của nó 60 anh ơi. Rồi. Ta cành đặt hết trang đây quý vị ơi. Mày bung ra cái kính mít luôn. Còn để đây. Đây cũng kính nè ha. Giá xem. 28 này em giao lưu 350 anh. Rồi xuống cao luôn 350. Rồi 29. Hoành 22. Rồi 22 hoành. Độ nơm của nó 23. Tại cành đều luôn. Chiều cao của nó 70 anh. Xe xe cho diện cũng nghe kỹ em này ha. Tại cành xe đều. Để đồ đặt có luôn nha quý vị. Giá sao em? 29 giao lưu 600 anh. Rồi xuống cây 600. 30 cây cuối clip. Rồi mã số 30. 30 22 hoành. Độ nơm của nó là 24. Chiều cao của nó 55. Rồi. Cái này nội đế. Bên đây chịu. Này không tính. Rồi, sẽ xây luôn. Qua trời nội đế anh ơi. Tay cành cũng đều luôn ha. Để xuống đế nha nha quý vị. Nguyên khối đặt luôn, chỗ nào cũng vậy như vậy, mặt nào cũng đặt ha. Bên đây thì nó đặt hơn. Giá sao em? Cây số 30 em giao lưu 500 anh ơi. 500 ha, trả lời gì không lắm. Rồi cuối clip em xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem clip ạ. Em rất mong được cô chú anh chị ủng hộ, em xin cảm ơn. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình tiếp sau.